Xin chào các bạn, mình là Hương. Mình hiện đang là nhân viên văn phòng. Không biết các bạn thì sao chứ bản thân mình thì vừa trải qua một chuỗi ngày rất là lo sợ vì mình bị nấm ngứa và kinh nguyệt không đều. Thú thật thì trước khi mà làm cái video clip này chia sẻ đến quý vị và các bạn thì mình cũng rất là ngại và đắn đo rất là nhiều, bởi vì đây cũng là một căn bệnh rất là nhạy cảm cho nên là mình ngại chia sẻ. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì mình quyết định là muốn chia sẻ cho mọi người để cách nào vượt qua những cái ngày mà kinh nguyệt không đều và trị được nấm ngứa dứt điểm. Thì sự thật là mình có kinh nguyệt từ lúc mình 15 tuổi, và cái khoảng thời gian mà mình dậy thì trưởng thành á, thì kinh nguyệt của mình không có đều, cứ 1-2 tháng có rồi 1-2 tháng không có, cứ lặp đi lặp lại như vậy á. Thì lúc thì nghĩ là cũng đi chữa nhưng mà rồi lại có, cho nên là thôi nghĩ có rồi mà chắc không sao, cho qua luôn. Nhưng mà khi mà từ lúc mình lấy chồng á thì cái tình trạng nó càng nặng hơn, giống như là mình đi vệ sinh mình thấy rác ngứa nè, thậm chí là có dịch nhầy màu xanh và bốc mùi rất là hôi. Nhiều lúc mình đi làm mình cũng ngại đứng lên ngồi xuống với lại đồng nghiệp xung quanh nữa. Xong rồi trong cái chuyện chăn gói vợ chồng á cũng rất là ngại, bởi vì vừa sợ là cái nấm rác đó làm cho mình bị đau nè, rồi cái mùi hôi làm cho chồng mất hứng chẳng hạn. Trong chuyện chăn gói thì mình thật sự rất là ngại, và nó dẫn đến một cái chuyện nữa là lúc mà hai vợ chồng mới cưới thì dự định là 1 năm thôi là sẽ có em bé. Nhưng mà do kinh nguyệt không đều á, dẫn tới là mình cứ thả suốt nhưng mà không thấy có em bé. Thế là mình cũng buồn, cũng lo suy nghĩ rất là nhiều. Rồi nhưng mà dùng mọi thứ nhưng mà không được. Cho đến một ngày thì mình đi công tác và mình tình cờ được tham gia một cái hội thảo. Thì trong cái hội thảo đó bác sĩ có chia sẻ rất là nhiều về những cái kiến thức giữ vệ sinh phụ nữ nè, cũng như là cách chữa trị sinh lý phụ nữ. Thì mình nghe cũng thấy rất là hay. Cuối giờ thì mình có được giới thiệu một cái sản phẩm đó là Lady Care. Do trước đó thì mình cũng tìm rất là nhiều sản phẩm để chữa trị rồi, nên là đến với cái sản phẩm Lady Care này á thì mình phải coi rất là kỹ. Và mình thấy trên này có một cái thành phần rất là hay, đó chính là bột Nam Việt Quốc, là được nhập khẩu từ Mỹ. Thì nghe cũng rất là yên tâm về cái sự nhập khẩu này, cũng như là trên này ngoài ra thì sẽ có rất là nhiều thành phần tự nhiên như là ít mẫu, ngải cứu, trương chuột. Thì những cái này toàn là thảo dược tự nhiên, mà bây giờ thì con người ngày càng ưa chuộng tự nhiên á, nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe và cải thiện được cái bệnh tình của mình rất là tốt. Thì mình xài một khoảng thời gian là tầm cỡ 1 tháng thôi, mình thấy hiệu quả ngay tức thì. Có nghĩa là mình đi vệ sinh là không còn thấy rác nữa, cũng bắt đầu những cái dịch đó không còn thấy dịch và không còn có mùi hôi nữa. Thế là mình rất là tự tin trong cái chuyện chăn gói. Mình thấy từ lúc đó thì cái chuyện vợ chồng mình mặn nồng hơn. Không biết sao là mình thấy chồng mình bây giờ đi làm là tranh thủ về liền, không còn đi kiểu cà phê bạn bè này nữa. Mình cảm thấy rất là vui. Và còn có một điều nữa là sau cái đợt mà anh cứ đi về liên tục như vậy thì mình đã có em bé. Và mới đầu thì, nhưng mà trong cái khoảng thời gian có em bé đó, mình lại bị một phen rất là hú hồn. Tự nhiên mình lại thấy kinh nguyệt không đều nữa. Mình nghĩ, ủa chắc cái này cũng giống như là những cái sản phẩm khác, không có hiệu quả và hiệu quả nhất thời thôi rồi lại tái. Nhưng mà không phải, mình thử que thử thai á thì mình thấy hai bập, nên là mình biết là kinh nguyệt ngừng lại để mình có em bé, nên là mình rất là mừng. Ngoài cái cho mình được cái sức khỏe cũng như là hết cái bệnh phụ khoa ở phụ nữ của mình á, thì mình còn có một niềm vui gia đình nữa, và bây giờ mình đang có bé đầu lòng rồi. Mình cảm ơn Lady Care rất là nhiều. Thì mình chia sẻ với các bạn là cái Lady Care này cũng rất là dễ sử dụng. Ví dụ như ban đầu tình trạng của mình rất là nặng, cho nên là mình sử dụng 3 viên một lần uống. Nhưng mà khoảng sau 2 tuần thôi thì nó giảm đi rất là nhiều, và mình chỉ còn dùng 2 viên uống một lần. Và cứ một ngày như vậy thì mình sử dụng 2 lần. Và cho đến bây giờ thì cái tình trạng bệnh phụ khoa của mình cũng đã hết rồi. Nhưng mà mình vẫn uống để duy trì nội tiết tố của phụ nữ được tốt hơn. Bởi vì như người ta thường hay nói, phụ nữ
chỉ không biết làm đẹp thôi. Còn ai biết làm đẹp rồi thì chắc chắn sẽ thu hút được đàn ông. Và làm đẹp ở đây không phải là làm đẹp vẻ bề ngoài của mình không, mà còn tạo cho mình một cái sức hút riêng nữa. Thì như vậy mình sẽ luôn luôn có một cái tình cảm mặn nồng với là chồng mình. Và chị em nào mà đang gặp cái vấn đề về phụ khoa, về sinh lý phụ nữ thì nên đi chữa đi. Đừng ngần ngại, cũng đừng giấu làm gì hết trơn á. Bởi vì chữa xong rồi sướng bản thân mình chứ đâu phải sướng bản thân ai đâu mà ngại, đúng không ạ? Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.